Viêm tai giữa cấp tính là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, độ tuổi thường gặp nhất là từ 6 tháng đến 2 tuổi. Bệnh tiến triển nhanh, nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời có thể gây ra một số biến chứng ảnh hưởng tới khả năng nghe của trẻ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chuyên mục và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Học khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa Khoa Hoàng Hà để hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là thưa bác sĩ, viêm tai giữa cấp ở trẻ là gì ạ? Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Viêm tai giữa cấp ở trẻ em là tình trạng nhiễm trùng cấp tính của niêm mạc hòm nhĩ, tai giữa, vòi nhĩ và xoang trũng. Bệnh cảnh thường xảy ra từ 3 đến 4 tuần và độ tuổi hay gặp nhất là từ 1 đến 3 tuổi. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào gây ra tình trạng này ạ? Nguyên nhân gây ra viêm tai giữa ở trẻ em thường rất phức tạp và thường xảy ra sau những cái nhiễm trùng kế cận của vùng mũi họng như viêm mũi họng và đặc biệt là viêm VA ở trẻ em, với các tác nhân gây bệnh đa dạng như phế cầu, liên cầu, thậm chí đã có những cái trực khuẩn gram âm. Thưa bác sĩ, dấu hiệu nào để phát hiện sớm viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ ạ? Viêm tai giữa cấp ở trẻ em thì thường xảy ra sau những nhiễm trùng cấp tính của đường hô hấp trên. Chính vì vậy, dấu hiệu nhiễm trùng cấp tính thường xuất hiện và biểu hiện là trẻ sẽ rất là mệt mỏi, sốt và có thể là quấy khóc, bỏ ăn. Và cái biểu hiện để chúng ta dễ nhận biết nhất đó là tình trạng đau tai, ù tai và nghe kém. Tuy nhiên, cái tình trạng đau tai ở trẻ nhỏ, ù tai và nghe kém ở trẻ nhỏ thì sẽ không thể nào dễ nhận biết bởi vì trẻ không biết nói. Chính vì vậy, các ông bố bà mẹ phải nhận biết qua các dấu hiệu như trẻ có thể vò đầu, bứt tai. Có một số trẻ còn nằm nghiêng về bên không bị bệnh để tránh động vào tai, vì nếu động vào thì sẽ bị đau. Thưa bác sĩ, điều trị viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ như thế nào? Chúng ta có nên điều trị theo các quan niệm dân gian hay tự ý điều trị cho trẻ tại nhà không ạ? Điều trị viêm tai giữa cấp ở trẻ em hiện nay thì tương đối là phức tạp với các nguyên nhân đa dạng. Chính vì vậy cho nên là chúng ta không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà vì sẽ dẫn đến cái tình trạng kháng sinh. Khi trẻ được đưa đến với bác sĩ lâm sàng như chúng tôi thì chúng tôi sẽ tùy vào từng giai đoạn, từng tình trạng để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Ở những giai đoạn đầu mà bệnh cảnh không có dấu hiệu nhiễm trùng thì chúng tôi chỉ cần điều trị tại chỗ bằng những biện pháp điều trị như nhỏ mũi và nâng cao thể trạng cho trẻ về điều trị các triệu chứng là có thể ổn. Tuy nhiên, khi có bằng chứng nhiễm trùng rõ ràng thì vấn đề sử dụng kháng sinh hợp lý, đúng loại, được đúng chỉ định và đúng liều lượng là được cần thiết. Và khi mà có dấu hiệu nhiễm trùng ứ mủ trong hòm tai thì chúng tôi cần phải trích giặt và dẫn lưu mủ. Chúng tôi đã gặp những trường hợp điều trị tự ý điều trị ở giai đoạn trẻ bị vỡ mủ, chảy mủ tai. Thay vì dẫn lưu mủ thì một số ông bố bà mẹ lại cho con đi đổ các loại thuốc vào tai. Tôi có thể gặp như là đổ cả cái sáp nến vào tai để cho bịt cái lỗ thủng và thấy rằng không chảy mủ ra. Tưởng rằng như thế là khỏi nhưng không phải. Như thế sẽ làm ứ mủ trong hòm tai và dẫn đến các biến chứng nặng như viêm sưng trũng cấp. Trẻ bị viêm tai giữa tái đi tái lại nhiều lần thì chúng ta cần phải đến thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, vì nguyên nhân lớn nhất gây viêm tai giữa trẻ con đó là viêm VA. Khi VA gặp những trường hợp viêm VA quá phát hoặc viêm VA mãn tính gây biến chứng viêm tai giữa tái diễn lâu ngày thì chúng ta cần phải giải quyết bằng phẫu thuật nạo VA. Thưa bác sĩ, làm gì để giảm nguy cơ mắc viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ ạ? Để giảm các nguy cơ mắc viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ thì ngoài cái việc tăng cường sức đề kháng của trẻ bằng cách cho trẻ ăn uống đầy đủ, giữ ấm về mùa lạnh thì còn phải tránh cái môi trường ô nhiễm và đặc biệt là khói thuốc lá. Chất nicotine trong thuốc lá sẽ làm ảnh hưởng, gây suy giảm miễn dịch và suy giảm cái sức đề kháng niêm mạc đường hô hấp trên của trẻ nhỏ, khiến cho trẻ nhỏ hay bị mắc các bệnh về mũi họng và dẫn đến viêm tai giữa. Ngoài ra thì cái việc để tránh tái phát, tránh cái việc tái đi tái lại của bệnh là rất quan trọng. Chính vì vậy cho nên khi trẻ bị viêm tai giữa nhất thiết phải được quản lý và điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng hoặc là bác sĩ chuyên khoa nhi để cho có phác đồ điều trị phù hợp và tránh cái tình trạng kháng thuốc và nhờn thuốc. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.